Chào mừng bạn đã trở lại Voila ngày hôm nay. Voila là kênh chia sẻ các câu chuyện, nhân vật và các sự kiện hấp dẫn trong thế giới Warhammer 40K, một thế giới grimdark huyền hoặc nhưng có sức cuốn hút nhiều khi. Kênh có lịch phát sóng vào 8 giờ tối thứ tư hàng tuần. Hôm nay, tiếp tục với series The Primarch, Son of the Emperor. Chúng ta kể về người anh thứ 5, Chagatik Khan, là người con được hoàng đế tìm thấy thứ 14 và là Primarch của quân đoàn thứ 5, Wyskath. Warriors of Khagaris, brothers of the great tribe. The Star Hunt calls you, do you not hear it? The battle's red edge is your home, the respect of your kinsmen your hearth. Plunge into the enemy's breast like a blade, cut out his heart, and you will know fulfillment. The Emperor has given us strength. In return, we give him victory. Chagatik Khan, cuộc đột kích cuối cùng tại Galathama. Chagatik Khan, còn được gọi là Đại Hãn, The Great Khan, The Khagan và The Warhawk, là thủ lĩnh của quân đoàn Space Marine số 5, Wyskath, người đã dẫn dắt họ vượt qua những năm tháng của cuộc thập tự chinh vĩ đại và dị giáo Horus. Chagatik đã chiến đấu bên cạnh những chiến binh Wyskath trong 70 năm tiêu chuẩn sau khi dị giáo kết thúc. Cuối cùng, biến mất vào năm 084, thiên niên kỷ thứ 31, và một vùng không gian được gọi là Maelstrom. Một vết đứt quá lớn trong Ultima Segmentum, một bản sao nhỏ hơn của Eye of Terror. Chagatik được cho là đang truy đuổi Drukhari, kẻ đã tàn phá thế giới Togoris quê hương của ông sau trận chiến Koroshil 5 với First Brotherhood khi ông đi qua cổng quáp vào khu vực của Drukhari trong Webway. Chagatik đang truy đuổi một lãnh chúa Drukhari hùng mạnh, có thể là Akron của Drukhari Kabo, kẻ đã tấn công Koroshil 5 và có lẽ thậm chí cả chính Chogoris. Chagatik Khan đã không được nhìn thấy kể từ đó, mặc dù Wyskath tin rằng ông vẫn còn sống ở đâu đó trong Webway và vào một ngày nào đó sẽ quay trở lại Chapter trong thời điểm cần thiết. Do sự biến mất của Primarch, các Wyskath có mối hận thù đặc biệt to lớn với Drukhari và sẽ sẵn sàng tìm kiếm mọi cơ hội để gây chiến với những Xenos nguy hiểm và đáng sợ đó. Thời gian đầu đời. Even his brother Primarchs understand little of him. His prowess with the blade earns him their respect, even as his waywardness causes them concern. Gilliman has never trusted him. Rust is exasperated by him. Lorger despises him for an untutored savage. Only Horus sees him for what he truly is. They are kindred souls, those two. Warrior archetypes, bound by shared codes of martial honor and impatient with the heavy fetters of empire. Skaz by Griswaith. Người ta nói rằng Khan đã hạ cánh xuống một hành tinh trong Segmentum Pacificus, được đặt tên theo Imperium, Mundus Planus, hay như người dân bản địa gọi nó là Chogoris. Đó là một thế giới màu mỡ với những đồng bằng rộng lớn và xanh tươi, những ngọn núi cao trắng xóa và biển xanh mát. Vào thời điểm diễn ra cuộc đại thập tự chinh, người dân đã phát triển đến thời kỳ thuốc súng. Một cuộc điều tra dân số cho thấy đế chế thống trị là một tầng lớp quý tộc được tổ chức tốt và đã chinh phục hầu hết thành tinh với quân đội được trang bị tinh nhuệ và có tính kỷ luật cao, duy trì lực lượng thiết kỵ và các đội hình bộ binh chặt chẽ. Thủ lĩnh của họ là Palatine, và ông đã giành chiến thắng trong tất cả các trận chiến với đội quân hùng mạnh này. Ở phía tây của đế chế Palatine là Empty Quarter, một đồng cỏ cằn cỗi với ít tài nguyên. Như vậy, nó không bao giờ bị xâm chiếm. Đây là nơi sinh sống của các bộ tộc lang thang, gồm những kỵ binh dũng mãnh chiến đấu với nhau để giành lấy vùng đất tổ tiên của họ. Palatine đôi khi dẫn lực lượng đến bắt nô lệ hoặc chỉ săn lùng những người trong bộ lạc cho vui. Và di sản của Khan
bắt đầu từ đây. Ông được tìm thấy bởi ông Khan, thủ lĩnh của một bộ tộc nhỏ được gọi là Talaskers, người coi vị Primarch như một món quà từ các vị thần. Người ta nói rằng trong mắt ông chứa đựng một ngọn lửa, dấu hiệu của một chiến binh vĩ đại. Ông bị các bộ tộc khác căm ghét vì có tầm nhìn xa hơn là những cuộc chiến liên miên trên thảo nguyên cằn cỗi này. Người ta nói rằng khoảnh khắc có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời ông là việc cha nuôi của ông bị bộ tộc Kurader đối thủ giết chết. Khan ngay từ khi còn nhỏ đã là chiến binh vĩ đại nhất của bộ tộc và đã tập hợp quân đội để trả thù cho cái chết của cha mình. Họ tấn công và san bằng bộ tộc Kurader, giết chết mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em trong một cuộc tàn sát điên cuồng. Khan lấy đầu của thủ lĩnh bộ tộc đối phương và gắn nó lên lều của hắn. Đây là điều đã định hình ông thành một người đàn ông có danh dự, lòng trung thành và sự tàn nhẫn mãnh liệt. Từ đó trở đi, ông thề sẽ chấm dứt chiến tranh, đoàn kết toàn thể người dân Thảo Nguyên và chấm dứt tình trạng anh em tương tàn. Ông đã chiến đấu hàng trăm trận chiến chống lại các bộ tộc khác và đánh bại các cuộc đi săn do Palatine phái đến. Mỗi bộ tộc mà họ chinh phục đều được kết nạp vào Talaskers và ông bắt buộc phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời chia tách các bộ tộc và hợp nhất họ với những bộ tộc khác để xóa bỏ sự phân biệt giữa các bộ tộc. Các chiến binh dưới trướng đặc biệt rất trung thành với ông và được thăng cấp dựa trên thành tích và khả năng. Một thời gian sau, trong một trận tuyết lở, tuy sống sót nhưng vị Primarch đã lạc khỏi bộ tộc và Khan đã bị một trong những đội đi săn của Palatine bắt được. Tuy nhiên, tất cả những gì mà nhóm trở về là một kỵ sĩ với nhiều vết chém cùng với cái đầu của con trai Palatine, người đã đi cùng với nhóm đi săn, và một lời nhắn nói rằng những người trên thảo nguyên không còn là đồ chơi của Palatine nữa. Khi tuyết tan, Palatine giận dữ và đã tập hợp một đội quân đông đảo và quyết tâm hành quân về phía Tây để quét sạch các bộ lạc khỏi bề mặt hành tinh. Tuy nhiên, ông đã đánh giá thấp sức mạnh và khả năng của Khan và đã mang theo đội quân chiến binh mặc trọng giáp như thường lệ. Điều này đánh dấu sự sụp đổ của đế chế Palatine vì họ không thể bắt được những người bộ lạc mặc áo giáp nhẹ. Những cơn mưa tên liên tục từ các bộ lạc đã gây thiệt hại cho hàng ngũ chiến binh hạng nặng kia. Cuối cùng, những người trong bộ lạc đã đánh bại quân đội của Palatine. Phần còn lại của quân đội đã bị tàn sát, gần như đến người cuối cùng. Chỉ Palatine cùng một số vệ sĩ trốn thoát được về lại thủ phủ. Sau trận chiến, các trưởng lão bộ lạc tập hợp lại và tuyên bố rằng Chagatai Khan hiện là đại hãn, The Great Khan của cả vùng đất. Chính trong thời gian này, đã gặp những người đồng đội sẽ phục vụ cùng ông trong nhiều thế kỷ tới như Quinsa, Hashik và Tagutai Ishugei. Khan bây giờ đã bắt đầu quá trình lâu dài để chinh phục phần còn lại của hành tinh. Ông cho các thành phố hai lựa chọn, đầu hàng hoặc bị xóa sổ. Hầu hết đã đầu hàng, trong số đó có cả thủ phủ Palatine, nhưng cũng nhiều nơi đã bị tiêu diệt, bị xóa sổ hoàn toàn khỏi bề mặt hành tinh. Trong 20 năm, ông đã chinh phục được đế chế lớn nhất trong lịch sử thế giới. Bây giờ, ông gặp vấn đề trong việc cai trị đế chế, không phải là điều ông mong muốn ban đầu. Người dân của ông không muốn cai trị những vùng đất mới này, mà chỉ tiếp tục sống theo lối cũ. Mọi người phân tán trở lại sự tồn tại của một bộ lạc và Khan cai trị tất cả họ với các tướng lĩnh bên cạnh. 6 tháng sau, khi hoàng đế đến, Khan đã biết ngay rằng người đàn ông này có thể thực hiện ước mơ của mình là hợp nhất tất cả các vì sao phía trên họ thành một đế chế hùng mạnh. Trước mặt các tướng lĩnh của mình, ông quỳ xuống và cam kết phục vụ hoàng đế. Ông được trao quyền chỉ huy quân đoàn thứ 5 Space Marine khi nắm quyền chỉ huy quân đoàn mới của mình. Vào thời điểm này, được gọi là Star Hunters. Chagatai đã tìm cách đồng hóa quân đội mới, có xuất xứ chủ yếu từ Terran, vào văn hóa và chiến thuật Togorian, cũng như thu nạp những tân binh mới từ thế giới quê hương Togoris. Chiến thuật của Legion
đã được đại tu hoàn toàn để nhấn mạnh vào tốc độ và sự cơ động thuần túy. Sau trận chiến chống lại Nephilim trên Hoth, Star Hunters được đổi tên thành Whiskers. Cuộc thập tự chinh vĩ đại. Chagatai Khan đã đạt được danh tiếng khốc liệt trong cuộc thập tự chinh vĩ đại, và đặc biệt là cuộc thập tự chinh Yulena, nhưng chủ yếu được giữ kín để duy trì tình bạn với Horus và Magnus the Red. Ngược lại, ông lại bị các Primarch như Fulgrim ghét bỏ. Trong mọi trận chiến mà ông tham gia, Chagatai đều dẫn đầu cuộc tấn công. Lúc đầu, Legend chỉ đơn giản đi theo ông vào vòng xoáy của chiến trận. Nhưng khi những câu chuyện về lòng dũng cảm hoang dã và kỹ năng tuyệt vời của Primarch lan truyền giữa các chiến binh của quân đoàn 5, họ nhanh chóng bắt đầu cạnh tranh để chiến đấu bên cạnh Chagatai Khan. Chính tấm gương của ông trở thành biểu tượng của họ trong suốt cuộc chiến, và chính The Khagan đã gắn kết với các chiến binh này. Không phải vì giấc mơ xa vời về Imperium, mà chỉ vì Khan of Khan và niềm vui mang rợ từ trong chiến tranh và trong cuộc sống ông có được. Trong thời kỳ hỗn loạn đó, những điều như vậy ít được chú ý, vì không ai tán thành ý tưởng rằng một Primarch đã thề với hoàng đế sẽ hoặc có thể từ bỏ lời thề của mình. Và do đó, lòng trung thành tuyệt đối với Khan được coi là lòng trung thành tuyệt đối tới đế chế. Nhiều đội quân khủng khiếp và các đế chế suy tàn đã tìm cách giành lấy lãnh địa hợp pháp của nhân loại và hoàng đế, và Legionis Astartes đã phải phá vỡ chúng hoàn toàn. Quân đoàn Whiskers nằm trong số những anh hùng của thời đại này, lan rộng khắp các vì sao để mang đến chiến tranh và cái chết. Mặc dù Whiskers có quân số ít hơn các quân đoàn khác, nhưng họ có được lòng nhiệt thành mãnh liệt không thể so sánh được trong các trận chiến. Đó là những ngày chinh phục rực lửa của cuộc chiến điên cuồng không ngừng nghỉ chống lại kẻ thù đông không thể đếm xuể. Trong khi các quân đoàn khác tìm cách tiến hành một cuộc chiến có kỷ luật nghiêm khắc và lập kế hoạch cẩn thận, cũng chinh phục và bảo vệ những lãnh thổ mà họ đã chiếm giữ, thì Whiskers ập xuống kẻ thù như một cơn bão từ bầu trời quang đãng. Nơi nào kẻ thù yếu hoặc sơ hở, Whiskers sẽ bao vây và áp đảo các vị trí đó một cách không thương tiếc, sử dụng tốc độ và cơn thịnh nộ để áp đảo bất kỳ hàng phòng thủ nào. Nhiều câu chuyện về chiến công của họ đều nói lên kỹ năng sử dụng vũ khí tàn bạo cũng như tầm nhìn chiến lược sâu sắc của người chỉ huy, khác với phong cách của các quân đoàn khác. Whiskers hoang dã hơn và thẳng thắn hơn, nhưng không kém phần hiệu quả. Một số người coi Whiskers không khác gì những kẻ cướp bóc mang rợ, giống như những kẻ đồ tể hoang dã trong quân đoàn World Easter của Angron, hoặc những kẻ hành quyết những Space Wolves của Lehman Russ. Nhưng hồ sơ về các chiến dịch lại cho thấy điều ngược lại. Whiskers là những người mở đường cả về mặt chiến thuật và chiến lược, nằm trong số những chiến binh sắc sảo và thành thạo nhất trong các quân đoàn bán thần Astarte do hoàng đế tạo ra. Tuy nhiên, những kế hoạch kỹ lưỡng và sự chuẩn bị lâu dài không phải là cách của Whiskers. Họ không phải là những chiến binh thận trọng hơn như các con trai của Rogadon hay Robert T. Gilliman. Tuy vậy, họ đánh giá cao việc học và kiến thức. Nhiều người trong số họ có kỹ năng như những nghệ nhân, triết gia và nghệ sĩ. Họ thu thập trí tuệ giống như các quân đoàn khác thu thập vũ khí, luôn sẵn sàng cho đến thời điểm tung ra để tấn công kẻ thù. Họ là những cơn gió ở khắp mọi nơi và không ở đâu cả, mong manh nhưng mạnh mẽ, và họ thực hiện nhiệm vụ được giao với niềm đam mê, tận hưởng niềm vui từ cảm giác hồi hộp của trận chiến và cuộc săn lùng trên các vì sao. Như Saint Junius từng nói về quân đoàn 5, họ thường cười và cười khi giết người. Không giống như những đứa con trai tàn bạo của Angron hay những con sói hoang dã của Fenris, Whiskers không thiếu kỷ luật, và mặc dù khoác áo choàng lông thú, họ cũng không phải là kẻ giết người hoang tàn. Bản chất của họ vẫn chưa được thuần hóa, nhưng vẫn bị ràng buộc bởi chuỗi nghĩa vụ
và danh dự như được quy định bởi bộ luật Chagorians. Họ tàn nhẫn và đôi khi là cực kỳ tàn nhẫn trong các cuộc tấn công và thường bị coi là xuất sượt hoặc ngang ngược. Tuy nhiên, những tin đồn phần lớn là hiểu lầm. Họ coi trọng sự lịch sự và sự trung thực ngay thẳng hơn là nghi thức và việc tuân thủ cứng nhắc các quy tắc không phù hợp với chiến trường, nhưng không trừng phạt những ai vi phạm các quy tắc mà họ tự đặt ra. Trong phần lớn cuộc thập tự chinh vĩ đại, họ vẫn là người ngoài cuộc đối với hầu hết các anh em của mình. Tuy bị cô lập là thế, Khan, Okhans, đã không làm gì nhiều để xóa bỏ tai tiếng một kẻ giết người mang rợ thô bạo và bừa bãi này. Thay vào đó, ông quyết giữ chuyện của mình và chỉ bầu bạn với những người quan tâm đến việc vượt qua bức màn tin đồn để có thể tiếp cận được tính cách thực sự của quân đoàn Wiska. Trong số tất cả các anh em của mình, Rick Khan chỉ thật sự thân thiết với Magnus the Red, Horus và Sanguinius. Dị giáo Horus. We remain true. They can never have this. Not if they burn all we ever built and scorn us through the dancing flames. You hear me? We remain true. Chagatai Khan. Lòng trung thành. Mặc dù thực tế là Horus cảm thấy rằng Khan là người có nhiều khả năng tham gia cùng hắn nhất trong số các Primarch trung thành còn lại, nhưng trên thực tế, Chagatai chưa bao giờ có ý định thay đổi lòng trung thành và luôn trung thành với cha mình. Tuy nhiên, ông đã nhận được những thông báo mâu thuẫn của các Astropathic về những gì đã xảy ra trong hệ thống Isfahan. Và ban đầu, quyết định kiềm chế lực lượng của mình để có thể xác định bản chất thực sự của mọi thứ. Khi Shogadon gửi lời cầu xin tất cả các lực lượng Astati trung thành còn lại tiến đến Terra, Khan làm theo, miễn cưỡng rời khỏi quân đoàn Space Wolves gần đó để tự bảo vệ mình chống lại Alpha Legion, đồng thời phớt lờ lời kêu gọi của Horus tấn công anh trai Limanrus. Trên hết, Khan đều tìm kiếm câu trả lời cho những gì có thể dẫn đến cuộc đổ máu này trước khi ông đứng về bất kỳ bên nào trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, trong một thời gian, Wiska bị sa lầy trước Ox và Wastam trong hệ thống Conducts như một phần trong cái bẫy phức tạp của Alpha Legion. Chagatai cuối cùng đã phá vỡ được vùng phong tỏa của Alpha Legion và tìm đến nguồn gốc của tất cả những rắc rối này để tự mình điều tra. Đó là hành tinh Prospero của Magnus. Tại Prospero, Khan và các chiến binh Wiska không tìm thấy câu trả lời rõ ràng như đã được báo cáo. Chỉ có tàn tích và các bóng ma của Thousand Suns đã bị giết. Tuy nhiên, cuối cùng Khan phải đối mặt với một dư ảnh của Magnus the Red. Magnus cầu xin anh trai, cũng là người bạn cũ, hãy chọn một phe trong cuộc nổi dậy và thảo luận về những gì cả hai hy vọng đạt được từ cuộc thập tự chinh vĩ đại. Nhưng cuối cùng, Khan đã phá vỡ bóng tối bằng thanh kiếm Tower. Ngay sau đó, một Terrian, Primarch của Defgard, cũng xuất hiện trên Prospero và cố gắng thuyết phục Khan tham gia cùng họ. Chagatai tiếp tục từ chối, nói rằng trong khi Hoàng đế là bạo chúa, thì Horus đã trở thành nô lệ cho Warp và đã cố gắng thao túng ông theo mục đích riêng của mình. Lần này, lựa chọn của Khan đã dẫn đến một cuộc đấu tay đôi. Hai Primarch chiến đấu khá đồng đều, mặc dù Chagatai nhanh hơn và Moterian có sức bền cao hơn. Cuối cùng, khi hạm đội Wiska và Defgard bắt đầu đụng độ bên ngoài quỹ đạo không gian, Moterian đã buộc phải rút lui. Ngoài ra, trong thời gian Prospero, Khan đã phải đối mặt với một âm mưu đảo chính ủng hộ Horus bởi hai chỉ huy dưới trướng của chính ông, Hasignoyan Khan và Togan Khan. Chính nhờ những nỗ lực của Shoban Khan mà điều đó đã thất bại. Vu hồi. Trong 4 năm tiếp theo, Chagatai cho các Wiska tiến hành một chiến dịch tiêu hao tàn bạo nhằm vào phe phản bội. Nhưng với con đường đến Terra bị chặn bởi hạm đội địch và báo quáp, ông đã không thể tiếp cận được Hoàng đế.
Trong trận chiến cổng Khalium, Chagatai quyết tâm tìm đường về nhà, nơi ông tin rằng vận mệnh của mình nằm ở đó. Khi tìm thấy hiện vật Black Glass, các Wyska đã bị dồn vào chân tường bởi Defgard và Moterion. Và khi Chagatai chuẩn bị quyết tử với Moterion, trước sự diệt vong đã được ấn định, Tagutai Isugei đã hy sinh bản thân để khiến cổ vật mở một cánh cổng vào Webway, tạo đường máu rút lui cho quân đoàn Wyska. Ở bên trong Webway, con tàu Lens of Heaven của Chagatai đã bị Daemon đánh chiếm. Và Khan, Keeper of Secrets Manusia Rakshasi, nhờ nỗ lực của Ravuel Avida, hạm đội Wyska đã có thể điều hướng Webway và xuất hiện trở lại trên Terra. Tại đây, Chagatai Khan đã gặp Rogodon, Limanrus, Shanginus và Makodo the Sigolai để thảo luận về chiến lược chiến tranh. Khan không đồng tình với cách tiếp cận phòng thủ của Don trong cuộc chiến và thúc giục một cuộc tấn công nhanh chóng vào lực lượng của Horus với quan niệm phòng thủ tốt nhất là tấn công. Ông đồng ý ở một mức độ nào đó với Limanrus, người đang chuẩn bị rời Terra và đối mặt trực tiếp với Horus trên phái hàm Vengeful Spirit. Chagatai Khan cùng với Shanginus sau đó xuất hiện trong trận Pentagamon. Mặc dù bị trễ hơn một tháng do việc di chuyển quá khó khăn, Khan ngay lập tức tổ chức các cuộc tấn công vu hồi khắp vùng chiến sự Pentagamon. Tuy nhiên, những người trung thành cuối cùng đã bị Horus qua mặt. Shanginus và Khan đồng ý rằng ván cờ của Don tại Pentagamon đã đạt đến giới hạn và đã đến lúc quay trở lại Terra. Trong giai đoạn cuối của chiến tranh mặt trời, Chagatai đã điều động Wyska đến phía trên và phía dưới đĩa quỹ đạo của hệ mặt trời nhằm chống lại các cuộc tấn công từ bên sườn của những kẻ phản bội. Ông bày tỏ niềm tin rằng Horus đã thất bại và họ đã câu đủ thời gian để cho phép Robert E. Gilliman đến cùng quân tiếp viện. Cuộc vây hãm Terra. Trong cuộc vây hãm Terra, Chagatai Khan ban đầu bị Rogodon cấm mạo hiểm ra ngoài bức tường, điều mà The Khan từ chối tuân theo. Chagatai đặc biệt phẫn nộ khi bỏ mặc một số lượng lớn binh lính của quân đội hoàng gia bên ngoài cung điện cho số phận, cũng như việc thiếu một chiến lược phòng thủ chủ động. Sau đó, trong cuộc tấn công đầu tiên, các kẻ phản bội đã tấn công vào các chiến hào ngoài cùng xung quanh cung điện. Chagatai đã dẫn đầu một cuộc tấn công càn quét tốc độ cao của các Jedi Wyska từ bức tường vĩnh cửu. Họ quét qua hàng ngũ những kẻ phản bội, với việc Chagatai đích thân giết chết hơn 40 Defgard. Tuy nhiên, cuối cùng ông bị buộc phải rời khỏi chiếc Jedi và bị choáng ngợp bởi số lượng lớn kẻ phản bội Asati, bị thương bởi một lưỡi kiếm dính warp. Bị bao vây, Khan có thể đã chết nếu không được Shanginus giải cứu, người đã kéo anh trai mình trở lại chiếc máy bay đang chờ sẵn và rút lui vào cung điện. Tuy nhiên, cuộc đột kích của Khan còn có mục đích khác. Phát hiện ra thông tin tình báo rằng Dark Mechanicum đang chế tạo động cơ bao vây xung quanh cung điện. Sau sự thất thủ của Liongate, tình hình của những người trung thành trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Không muốn bị ràng buộc bởi chiến lược phòng thủ thuần túy của Dawn, Khan đã vận động cho một cuộc tấn công nhanh chóng để chiếm lại Liongate. Lần này, Dawn đã đồng ý cho phép Chagatai một mức độ tự chủ trong sự nỗ lực kiểm soát Khan trong trận chiến. Trong trận chiến giành cổng Colossi, Khan đã dẫn đầu một cuộc tấn công Jedi gồm 300 động cơ mạnh mẽ chống lại Defgard, trước khi nhanh chóng quay lại và rút lui về vị trí phòng thủ. Cùng với Blood Angels Captain Rondoron, Cathedes Captain General Constantine Vandor và Marshal Aldana Agatha, Chagatai đã thành công trong việc giữ cổng Colossi chống lại Defgard, Thousand Suns và cuộc tấn công của Demonic. Sau khi lực lượng phản bội xâm nhập vào Mercury và Exultant Worlds, nỗ lực chiến tranh của phe trung thành dường như đã thất bại. Tuy nhiên sau đó, Chagatai Khan đã tuyên bố ý định chiếm lại cảng vũ trụ Liongate để không chỉ làm chậm dòng quân tiếp viện của những kẻ phản bội trên hành tinh, mà còn cho phép Robert E. Gilliman dễ dàng đổ bộ lực lượng của mình khi ông đến.
Khan dẫn đầu một cuộc tấn công lớn của Waiska. Trong lúc giao tranh lên đến đỉnh điểm, Chagatai Khan lại ra đòn với anh trai mình là Moterian. Đối mặt với sức bền và sức mạnh của Demon mới của Moterian, Khan đã bị đánh bại một cách tàn nhẫn và gần như không thể tự vệ được. Tuy nhiên, ông đã có thể tìm ra điểm yếu của Deathlord bằng niềm kiêu hãnh của mình. Chagatai Khan mắng Moterian vì yếu đuối và nhượng bộ sức mạnh của Warp, trong khi bản thân ông đã chống lại sự cám dỗ của Chaos. Moterian nổi cơn thịnh nộ, Khan lợi dụng điều này để tung ra đợt tấn công chóng mặt thứ hai, áp đảo Primarch. Cuối cùng, Chagatai Khan bị thương nặng, đã bị lưỡi hái của Moterian đâm vào. Nhưng ông kéo cơ thể của mình dọc theo chiều dài của lưỡi hái để đối mặt với Deathguard Primarch. Primarch trung thành đã chặt đầu Moterian, người bị đầy vào Warp trong một vụ nổ lớn, tương tự như vụ nổ của Vortex Weapon. Sau đó, thi thể gần như đã chết của Khan được Ilya Revelion và Joshai Khan phát hiện và tìm cách đưa ông đến Mankado. Theo mọi tiêu chuẩn phàm trần, Khan đã chết. Tuy nhiên, Mankado đã sử dụng sức mạnh tâm linh của mình để cố gắng chữa lành cho Primarch. Ông nghĩ mình đã thành công, trước khi nhận ra rằng chính Hoàng đế đã làm điều đó. Khan đã sống, mặc dù phải mất một thời gian dài sau đó, ông mới tỉnh lại. Hậu dị giáo Horus. Sau dị giáo, Khan tiếp tục lãnh đạo Waiska trong cuộc truy quét vĩ đại Rix Corrin. Chagatai đã chiến đấu cùng các Waiska trong 70 năm tiêu chuẩn tiếp theo và cuối cùng biến mất vào năm 084, thiên niên kỷ thứ 31, khi ông du hành vào Maelstrom. Chagatai đang truy đuổi một lãnh chúa Drukhari hùng mạnh, có thể là Archon của Carbon, đã tấn công Koroshil V và có lẽ thậm chí cả chính Khogoris. Không ai có thể nói điều gì đã xảy ra với vị Primarch nếu ông bị lạc trong Warp, hoặc nếu ông bị giết hoặc bị bắt dưới bàn tay của một lãnh chúa ngoài hành tinh. Nhưng Waiska tin rằng ông vẫn săn lùng khắp thiên hà, và hơn thế nữa, để theo đuổi kẻ thù lớn nhất của ông. Waiska tin rằng Khan vẫn còn sống ở đâu đó trong Webway, và một ngày nào đó sẽ quay trở lại Chapter vào thời điểm rất cần thiết. Do sự biến mất của Primarch, Waiska có mối hận thù đặc biệt sâu sắc với Drukhari và sẽ sẵn sàng tìm kiếm mọi cơ hội để gây chiến với giống loài Xenos tàn bạo đó. Do đó, Waiska tiếp tục chiến đấu dưới danh nghĩa của Chagatai, tiêu diệt kẻ thù của Hoàng đế để chuẩn bị cho ngày đại hãn hoàn thành cuộc săn lùng hoàn hảo của mình, và quay trở lại để một lần nữa dẫn dắt các người con bắt đầu cuộc thập tự chinh vĩ đại tiếp theo để thống nhất thiên hà. Vũ khí và trang bị chiến đấu. Hoang hỏa trọng giáp Wildfire Panoply là một bộ áo giáp sức mạnh được mặc bởi Primarch Chagatai Khan và được thiết kế để vừa đẹp mắt về mặt thẩm mỹ, vừa bất khả xâm phạm. Bộ giáp bổ sung hoàn hảo cho phong cách chiến đấu nhanh chóng và không khoan nhượng của ông, đồng thời mang theo một số hệ thống độc đáo giúp cải thiện khả năng phản xạ vốn đã vô song của Primarch. Bạch hổ nguyệt đao White Tiger Dao là một vũ khí năng lượng được chế tạo bậc thầy, là vũ khí cận chiến cá nhân của Kagan. Một thanh kiếm được chế tạo thủ công tương tự như một thanh Tuer, đặc biệt hiệu quả khi được sử dụng trên chiếc mô tô yêu thích của ông, Shochushu Pattern Void Bike. Loại đao lưỡi cong này phù hợp cho chiến đấu khi đang cưỡi ngựa, hoặc trong trường hợp này là mô tô phản lực, khi vừa gia tăng khả năng xuyên phá, vừa không gây vướng hay cồng kềnh khi vận hành mô tô. Thanh âm của Tom's Voice. Tom Voice là một khẩu súng lục Archaeotech độc đáo, được Chagatai Khan sử dụng trong cuộc thập tự chinh vĩ đại và dị giáo Horus. Một khẩu súng lục thủ công từ thời công nghệ tăm tối được hoàng đế tặng cho Kagan.
Vũ khí này phát ra tia sét có thể thiêu cháy kẻ thù, đặc biệt là bộ binh cơ giới. Khẩu súng nhỏ gọn, phù hợp với việc sử dụng một tay khi chiến đấu trên xe jet bike. Void Bike, mẫu Shochushu, là mẫu nguyên thủy đầu tiên của Imperial Jet Bike. Có trước mẫu Scimitar, phổ biến hơn, được sử dụng với Legionese Astartes. Trong những thử nghiệm đầu tiên, bộ đẩy của Shochushu có khả năng giúp chiếc mô tô phản lực thực sự bay lượn trong một khoảng thời gian và thậm chí có cả khả năng cơ động trong không gian. Do đó, nó được Logisticase Imperialis xếp vào loại máy bay chiến đấu siêu nhẹ thay vì mô tô phản lực. Primarch Chagatai Khan được biết là đã giữ lại một phiên bản Shochushu được thiết kế đặc biệt để sử dụng cho riêng mình. Động cơ đẩy được cải tiến của nó có khả năng mang Primarch vào trận chiến với tốc độ nhanh ngang bằng với những chiếc mô tô phản lực nhỏ hơn được quân đoàn của ông sử dụng. Nội dung về Primarch Chagatai Khan đến đây là hết. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho Phaela nhé. Phaela xin cảm ơn và hẹn gặp lại.